Cho chị cái tinh thần họ đi học đàn một cái tiền sợ luôn đó. Sao
Dạ không, cái này thì tê là nhiều người họ sợ lắm. Nên là em nói liền đó, tê mau mau đó, tê xuống mau, một bay tê, một bay không tê à. Đúng rồi, tê nó không có à. Ở trong bình này nó không có gì hết, có một cái không khí thôi. Cái nào con vi khuẩn của con tốt là nó là ức chế cơ, hiểu không? Khi mà vô là cái cơ của chị mất hoạt luôn, không hoạt động được. Nếu mà chị tiêm ở vùng đây, nếu mà chị tiêm ở vùng đây thì chị cường sẽ bị méo miệng, hoặc là chị nói một bay nhất một bay không thì em sẽ không có tiêm vô vùng đó, gọi là biến chứng. Hay không chơi. Không, toàn nó cứ mình chị còn... cư gì nó bình thường nè, hiểu không? Còn đây là đám của tóc là đúng liều lượng là được. Này cũng là đó, giờ thấy không? Kể chấp chấp tiêm cái này đây, nhưng mà cái này á là chịu quá, cái này là nó cái này em tiêm cho chị xíu xíu cô đông cô đông đây anh chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đơn giản.